Chào các bạn, rất vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong kênh Học Nấu Ăn Làm Món Ngon của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm món trứng trộn phô mai dành cho những người bận rộn mà muốn làm những món ăn nhanh nha các bạn. Như các bạn có thể thấy trên bàn của mình là những nguyên liệu chính để hoàn thành món ăn này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 quả trứng gà nhé, 1 miếng phô mai, các bạn có thể chọn phô mai nào các bạn thích. Rau củ của chúng ta sẽ gồm có một củ hành tây, một quả ớt chuông, hai quả cà chua và một ít nấm hương nha các bạn. Gia vị của chúng ta sẽ gồm có hành tỏi băm, bột ngọt, hạt nêm, tiêu, đường, muối, nước mắm, dầu ăn nha các bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng thực hiện các bước với mình nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành đập trứng này ra tô nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nêm nếm vào đây một chút muối. Một chút đường. Một chút hạt tiêu. Và một chút bột ngọt nha các bạn. Mỗi thứ các bạn sẽ nêm nếm một nửa thìa cà phê nhé. Sau đó các bạn sẽ quậy đều trứng này lên nhé. Các bạn đánh trứng này càng tơi càng tốt nha. Và chúng ta sẽ cho vào đây thêm một chút nước nữa nhé, để nó tạo độ mềm xốp cho trứng của chúng ta nhé. Các bạn đánh đến khi trứng nổi bọt càng nhiều càng tốt nha các bạn, thì khi ăn trứng của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơ chế rau củ quả nha các bạn. Ớt chuông này các bạn sẽ bổ đôi thôi nhé. Sau đó các bạn bỏ hột đi nhé. Sau khi bỏ hột chúng ta sẽ thái hạt nựu nha các bạn. Nếu bạn nào thấy ớt này nó hăng quá thì các bạn có thể ngâm qua hỗn hợp giấm đường chừng 20 phút thì ớt của chúng ta nó sẽ hết mùi hăng nha các bạn. Với số lượng trứng ít nên mình chỉ sử dụng khoảng nửa quả ớt này thôi nha các bạn. Hành tây này các bạn sẽ lột bỏ vỏ của nó đi. Sau đó các bạn sẽ sắt muối cau ra nhé. Với 4 quả trứng thì mình cũng sẽ chỉ sử dụng khoảng nửa củ hành tây thôi nha các bạn. Các bạn sắt muối cau nhỏ thôi nhé. Sau đó các bạn sẽ tách nó ra. Chúng ta sẽ để sang chung một bên với ớt này luôn nha các bạn. Cà chua này các bạn cũng sắt nhỏ thôi nhé. Các bạn có thể thái khoanh tròn hoặc là thái múi cau cũng được nhé. Ở đây mình sẽ thái khoanh tròn. Nấm hương này các bạn sẽ bổ làm đôi nhé. Các bạn nhớ ngâm muối nấm hương của chúng ta khoảng 20 phút để cho nấm của chúng ta nó bớt hăng nha các bạn. Và các bạn nhớ cắt bỏ chân của nó đi nhé. Và đây là đĩa rau củ mình đã chuẩn bị xong, lát nữa chúng ta sẽ cho vào xào qua nha các bạn. Đây là một hộp phô mai vuông. Nếu mà vuông như thế này thì các bạn sẽ cắt nó ra nhé. Các bạn sẽ cắt thành những lát mỏng nhé. Với phô mai nhỏ như thế này các bạn sẽ cắt nó ra làm 3 nhé. Các
Nếu bạn nào có phô mai to, các bạn sẽ dùng bàn bào của chúng ta và các bạn bào thành những sợi nhỏ nha các bạn. Tiếp theo các bạn hãy bắc lên bếp cho mình một cái chảo nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào đây. Các bạn sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn nha các bạn. Các bạn sẽ láng đều nó ra. Chờ dầu nóng thì chúng ta sẽ cho rau củ này vào để chúng ta xào nha các bạn. Khi dầu nóng các bạn sẽ cho một ít hành tỏi băm vào đây. Các bạn sẽ đảo cho nó vàng lên. Sau khi hành tỏi của chúng ta đã vàng và thơm nha các bạn sẽ cho rau củ vào đây nhé. Các bạn sẽ cho cà chua vào chúng ta đảo trước. Sau khi cà chua hơi mềm rồi thì chúng ta sẽ cho nốt những rau củ còn lại vào nha các bạn. Các bạn sẽ cho hết vào. Các bạn sẽ đảo đều trên nửa vừa nhé. Cho tới khi rau củ của chúng ta mềm thôi nha các bạn. Các bạn sẽ tiến hành nêm nếm vào đây cho mình một muỗng hạt nêm nha các bạn. Nửa muỗng bột ngọt. Và nửa muỗng mắm nha các bạn. Các bạn nhớ nêm nếm vừa phải thôi, tại vì lát nữa chúng ta sẽ đổ trứng vào đây mà trứng của chúng ta đã nêm nếm rồi. Nếu các bạn nêm nếm cái này mặn quá thì chúng ta đổ trứng vào món ăn của chúng ta sẽ bị mặn nha các bạn. Sau khi rau củ của chúng ta đã chín mềm, các bạn sẽ tiến hành đổ trứng vào đây nhé. Các bạn sẽ rải đều nó ra nhé. Nám cho trứng chảy đều nha các bạn. Các bạn bật lửa bé lại nhé, nếu không thì trứng của chúng ta nó sẽ rất là nhanh cháy. Sau khi trứng nó đã khô khô lại như thế này, các bạn sẽ tiến hành cho phô mai vào nhé. Các bạn sẽ rải đều một bên thôi. Lát nữa chúng ta sẽ gập trứng này lại nhé. Nếu các bạn muốn ăn béo, các bạn có thể cho nhiều phô mai hơn nhé. Chúng ta sẽ gập thử trứng vào nhé. Như vậy thì món ăn của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Khi ăn các bạn sẽ dọn ra ăn nóng kèm với cơm nha các bạn. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nếu thấy video hay và bổ ích, các bạn hãy nhớ chia sẻ video để mọi người cùng học hỏi thêm món trứng trộn phô mai đầy thơm ngon và hấp dẫn này nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để đón xem những video mới nhất được cập nhật hàng ngày nhé.